Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch COVID-19 bùng phát đợt 2 ở trong nước, Thừa Thiên Huế đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp và đã phòng chống dịch rất hiệu quả. Trong số các biện pháp thì công tác giám sát người trở về địa phương từ vùng dịch và ngoài tỉnh được đặc biệt chú trọng. Và công tác này được triển khai chặt chẽ từ tỉnh đến cơ sở với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế trong giám sát người đi từ vùng dịch và ngoài tỉnh trở về địa phương. Phóng sự sau mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về mô hình này tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. Anh Phạm Bá Nhật là thôn trưởng thôn Tây Hoàng thuộc xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền. Trong đợt dịch COVID-19 lần này, anh tiếp tục là thành viên ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã Quảng Thái. Trách nhiệm của anh Nhật là tổ chức triển khai nhiệm vụ 9 thành viên trong tổ thực hiện việc giám sát người dân đi về từ ngoài tỉnh tại 4 khu vực dân cư trong tổ. Việc liên lạc các thành viên trong tổ giám sát và ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp xã đều được thực hiện thông qua ứng dụng Zalo trên thiết bị điện thoại thông minh, hiệu quả được thấy rõ. Xuống tạm khai báo trong 3 xã. Giờ thì làm cam đoan ở nhà thêm 14 ngày nữa, điều đó cần thiết, tại vì làm được an toàn hơn. Giờ an toàn cho mình và gia đình và dân ở đây nữa. Cái tiện ích đầu tiên là mình thông tin những cái công tác, những trong công tác chống dịch là nhanh, hiệu quả. Rồi tiện ích thứ hai thì qua cái công nghệ thông tin này là mình có những trường hợp, những người nào có dùng máy công nghệ đó thì mình sẽ vận động họ cài đặt Bluezone để nếu có tiếp xúc với trường hợp F1, F2 khi đó thì mình sẽ báo lại và mình có cái hướng để mà làm tổ công tác đó. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Quảng Thái gồm có 21 thành viên, trong đó có 7 thành viên là 7 trưởng thôn trên địa bàn xã, có nhiệm vụ bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình người dân trở về từ ngoài tỉnh, đặc biệt là về từ những địa phương thuộc vùng dịch. Chính việc ứng dụng phần mềm Zalo trên thiết bị điện thoại thông minh, các thành viên trong tổ kịp thời cập nhật, tương tác các thông tin người về từ ngoài tỉnh và vùng dịch với ban chỉ đạo cấp xã để sớm có phương án xử lý các tình huống liên quan trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu dân cư. Từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, trên địa bàn xã Quảng Thái có 381 người trở về địa phương từ ngoài tỉnh. Trong đó có không ít người về từ các địa phương như Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Dương. Đã có 3 trường hợp được các tổ giám sát địa phương nắm bắt kịp thời đưa đi về khu cách ly tập trung của huyện khi cố ý không khai báo y tế dù về từ vùng dịch. Về phương tiện mà sử dụng Zalo của xã và cả huyện, thực tế là coi như là cả cái công nghệ thông tin là rất là nhanh, tiếp thu rất là nhanh, từ đến chỉ đạo của chủ tịch tỉnh cho đến huyện, cho đến Phạm Quốc Phước là chủ tịch ủy ban xã, phó chủ tịch ủy ban xã, cho đến trạm y tế. Khi mà còn vấn đề chứ nghi ngờ là tất nhiên là coi như là đưa lên Zalo, tất cả mọi toàn bộ tất cả thành viên trong cái ban chỉ đạo đều làm được. Để công tác giám sát được có hiệu quả thì lãnh đạo xã và ban chỉ đạo phòng chống dịch xã có tạo lập group Zalo ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã. Thông qua cái nhóm Zalo này thì các tổ giám sát của các thôn khi phát hiện người về trên địa bàn thì báo cáo kịp thời ban chỉ đạo thông qua cái nhóm Zalo này. Bên cạnh đó thì ban chỉ đạo xã cũng đã truyền tải tất cả các thông tin chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống dịch của tỉnh, của huyện đến tình hình dịch để tạo điều kiện cho người dân và ban chỉ đạo là nắm chắc được tình hình. Trong dịch COVID-19 đợt 1, xã Quảng Thái là địa phương đi đầu toàn huyện cũng như tỉnh trong việc tổ chức người dân khai báo y tế với tỷ lệ đạt 100%. Trong đợt 2, địa phương đã tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ điều hành, giám sát việc thực hiện cách ly xã hội theo từng tình huống cụ thể. Điều này cho thấy, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 xã Quảng Thái đã ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn xã.